Bác Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị nhìn thấy một cái tác phẩm si, một cái siêu phẩm si của anh Cường cổ loa quý vị. Anh Cường ơi, em chào anh Cường. Vâng, em chào anh nhá. Một cây si cổ và anh gài đá và làm cái tiểu cảnh. Vâng, quý vị có thể cảm nhận như một bức tranh của làng quê Việt, một bức tranh nông thôn Việt bình dị. Vâng, có những cái cây đa, bến nước, sân đình. Vâng, những cái tiểu cảnh khi mọi người nhìn vào đó thì cảm thấy được bình an và chưa được rồi. Ai cũng như được trở lại cái thời tuổi thơ. Xuống đây. Đúng chỗ rồi. Rồi. Tháo mà mày lý. Cây si anh cắt dăm và cắt tàn. Hiện nay ra cái vụ lá mới, khoác lên mình cái lá mới, cái áo mới. Đẹp quá quý vị ạ. Vâng, cả thân đỏ rực lên. Anh Cường có chia sẻ là anh cắt cái tàn này được 20 ngày. Vâng, đẹp quá. Rồi, xe cẩu đi rồi, bọn Sa Đức Huy sẽ quay cho quý vị xem cái mặt chính. Đẹp hút hồn quý vị ạ. Vâng, sao lại có cái cây si mà cái si cổ mà nó hóa đẹp như này. Vâng. Quá xuất sắc luôn quý vị. Đây quý vị ơi, những cái nét cổ này nguyên bản này quý vị ơi. Rồi ôi, giá trị. Và quý vị nhìn cái nét làm quý vị ơi. Quý vị có thấy tự nhiên không ạ? Vâng, tự nhiên. Đứng trước cái tác phẩm này, ai ai cũng như giải tỏa hết cái mệt mỏi. Không tắt đèn ở đâu mà không thể tắt đây. Vâng. Tuyệt vời lắm quý vị ạ. Cảm ơn các anh đã mang những cây quý ra đây. Và các anh đã gìn giữ những cái bản sắc của Việt Nam, để cho đời đời con cháu sau này được chiêm ngưỡng những cái tác phẩm cổ, tác phẩm quý của ông cha ta đã tạo dựng, tạo tác. Cảm ơn anh Cường. Anh Cường đã mang cái tác phẩm quý cho quý vị yêu cây Cường cả nước được thưởng lãm và được nhìn ngắm và học hỏi những cái nét đặc trưng
của cây cổ Việt Nam. Cây hiện nay đã toát được cái vẻ tự nhiên rất là cao. Bông tay cảnh phóng khoáng, bay bổng. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy ghi lại cái thước phim, cái tác phẩm si quý của anh Cường mang đến sân triển lãm Đông Anh để cho quý vị yêu cây cả nước nắm bắt được. Đây là cái ngay đầu giờ sáng ngày 28 quý vị nhé. Anh Cường đã mang tác phẩm si đến rất sớm. Bonsai Đức Huy cũng xin phép dừng lời đây. Bonsai Đức Huy chào quý vị nhé và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị.